Một sản phẩm được gọi là đa cấp thì yêu cầu, vì đó là cái cách bán rỉ tai, tôi bắc loa cho anh, tôi dùng hay quá tôi bắc loa cho anh dùng hay quá anh lại bắc loa cho hàng xóm. Vậy bản chất đây là câu chuyện một cái kênh gì ạ? Word of mouth, tức là cái kênh truyền miệng. Mà muốn truyền được miệng thì việc đầu tiên sản phẩm nó phải tốt. Sản phẩm nó phải tốt thì để cho họ truyền miệng. Nhưng về Việt Nam thì họ lại dùng sản phẩm đều nhưng mà chiết khấu bán hàng lại cao để cho họ chuyển miệng. Thấy vô tình một đằng là dùng gì ạ? Dùng cái tâm của người mua hàng để chuyển miệng. Còn về Việt Nam thì ông ấy dùng rất là linh hoạt. Ông lại dùng cái tâm tham của người mua hàng để chuyển miệng. Vì nếu bán hàng được chiết khấu trên kênh nhiều, dẫn tới bố có tiền. Cứ làm đa cấp là thành tỷ phú. Bản chất trong kinh doanh thì đa cấp là một loại mô hình kinh doanh. Hiện nay thì có 3 mô hình căn bản. Một mô hình đầu tiên là mô hình bán lẻ, tức là những người tham gia bán hàng là những người truyền thông tin tốt đến cho khách hàng mục tiêu để cho họ mua hàng. Vậy bên trong bắc loa nói ra. Hệ thống thứ hai là hệ thống bán hàng bán buôn, tức là bán qua trung gian. Thì bắt đầu mình bán cho ông trung gian để ông trung gian để hàng, tức là mình bán qua kênh đại lý này, kênh siêu thị này, kênh chuỗi này. Và bắt đầu là gì ạ? Mình bắc loa ra ngoài thị trường và bảo đến chỗ đấy mà mua. Như vậy xong cộng với cái chỗ ông đại lý cũng bắc loa nữa, vậy là cộng hưởng hai thằng bắc loa gọi dân đến mua. Như vậy cũng là hệ thống bên trong nói ra. Hệ thống đa cấp là bắc loa liên hoàn. Tôi bắc loa cho ông, sau ông mua hàng cho tôi, sau ông lại bắc loa cho thằng hàng xóm nhà ông mua hàng cho tôi, xong ông lại bắc loa tiếp. Như vậy là nó gọi là gì ạ? Theo kiểu là bắc loa liên tiếp, mà chúng ta hay còn gọi là chạy gì ạ? Chạy tiếp sức đấy, kiểu như vậy. Nhưng bản chất trong một kênh phân phối thì thế nào gọi là một kênh phân phối tốt? Một kênh phân phối tốt là một kênh mà chi phí bán hàng trên kênh thấp. Ví dụ, nếu tôi bán ra người tiêu dùng là 10 đồng mà chi phí trên kênh của kênh bán hàng qua trung gian chẳng hạn mất 6 đồng. Nếu bán hàng qua trực tiếp bán lẻ chỉ mất 4 đồng trên kênh thôi, nhưng mà nếu bán đa cấp chỉ mất 3 đồng, thì có nghĩa là mô hình đa cấp sẽ tốt hơn các mô hình khác nếu nói về chi phí trên kênh. Nhưng nói về cơ hội phủ thị trường thì mỗi một kênh có một điểm mạnh khác nhau. Như vậy khi người ta nói về một kênh phân phối, người ta xét đến gì ạ? Chi phí bán hàng trên kênh. Thứ hai, tốc độ phủ của thị trường, nó nhanh hay chậm, tức là chiếm lĩnh thị trường ấy, nhanh hay chậm. Như vậy người ta bàn đến rất hai cái yếu tố này. Và việc thứ ba nữa là nhân bản dễ hay khó. Thì anh đa cấp anh ấy đạt được cả ba cái này: một, chi phí trên kênh thấp và ít rủi ro, là độ phủ rất nhanh, và ba là nhân bản rất là nhanh. Và cái kênh đa cấp này được giải quyết cả ba điểm cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng bù lại tính kiểm soát thì không cao. Kiểm soát chất lượng của sản phẩm thì nó không cao. Là vì sao? Một sản phẩm được gọi là đa cấp thì yêu cầu, vì đó là cái cách bán rỉ tai, tôi bắc loa cho anh, tôi dùng hay quá tôi bắc loa cho anh dùng hay quá anh lại bắc loa cho hàng xóm. Vậy bản chất đây là câu chuyện một cái kênh gì ạ? Word of mouth, tức là cái kênh truyền miệng. Mà muốn truyền được miệng thì việc đầu tiên sản phẩm nó phải tốt. Sản phẩm nó phải tốt thì để cho họ truyền miệng. Nhưng về Việt Nam thì họ lại dùng sản phẩm đều nhưng mà chiết khấu bán hàng lại cao để cho họ truyền miệng. Thấy vô tình một đằng là dùng gì ạ? Dùng cái tâm của người mua hàng để truyền miệng. Còn về Việt Nam thì ông ấy dùng rất là linh hoạt. Ông lại dùng cái tâm tham của người mua hàng để truyền miệng. Vì nếu bán hàng được chiết khấu trên kênh nhiều, dẫn tới bố có tiền. Cứ làm đa cấp là thành tỷ phú. Dẫn tới là người ta làm giảm chất lượng của hàng hóa đi,
để tăng cái biên độ lợi nhuận của gì ạ? Của cái người mà giới thiệu. Thế là làm cho mọi người tham và nhảy vào. Đấy gọi là biến tướng cấp 1. Tức là biến tướng từ chất lượng sản phẩm sang gì ạ? Chất lượng của chiết khấu dành cho người giới thiệu trên kênh. Như vậy biến tướng ở dạng 1. Biến tướng ở dạng 2 là còn biến tướng khủng khiếp hơn, là hàng hóa chỉ là tượng trưng, còn bản chất là họ mua số để họ gì ạ? Họ lại đẩy và ăn cái chiết khấu của mã số. Như vậy hàng hóa nó chỉ là ảo thôi, nó chỉ là tượng trưng thôi, còn lại chủ yếu bán mã số để huy động vốn, để huy động vốn. Thì như vậy là cái biến tướng thứ hai nó còn kinh khủng hơn. Vậy thì ở đây đa cấp là tốt, không phải là xấu. Nhưng nếu bạn biến tướng nó đi thì nó là xấu. Vậy thì bạn mới thấy là trong đa cấp vẫn có hệ thống tốt và vẫn có hệ thống lừa đảo. Vậy thì tương tự như vậy, trong bán hàng và siêu thị thì vẫn có hệ thống lừa đảo và vẫn có hệ thống tốt. Ngay kể cả mình bán lẻ vẫn có người bán hàng đều và vẫn có người bán hàng tốt. Nhưng chỉ có điều độ phủ của đa cấp nó quá nhanh. Thì song song với điều đó, nếu không may là tiêu cực thì nó trở thành một hệ thống tiêu cực quá nhanh, nó đến tai người dân quá nhanh. Và một trong những đặc thù của word of mouth là cái người bán hàng trên kênh họ rất dũng cảm và họ được dạy những cái kỹ năng ăn nói rất khéo, rất là rất là đa cấp, như máy nói vậy. Thế là khiến cho ai mà nói chuyện hay là người ta bảo là gì ạ? Nói như dân đa cấp. Thì vô tình, nhưng mà thật sự là ở Việt Nam thì hệ thống đa cấp là về đây biến tướng nhiều quá. Cho nên là đa cấp nó bị oan thôi. Chứ còn hệ thống đa cấp thật sự như của những cái kênh đa cấp thì thực ra Bill Gates cũng phải khen, Donald Trump cũng đã phải khen cái hệ thống đa cấp rất là tuyệt vời, chứ không hề tệ. Và tôi cũng đã nghiên cứu đa cấp, nó không phải là tệ. Nhưng có điều là cái người sử dụng là tệ thôi. Về Việt Nam nó bị biến tướng và tệ. Và tất nhiên là cũng có những hệ thống đa cấp tốt, nhưng mà ở đây tôi không muốn trao đổi. Không là nó bị PR mất, PR hệ thống hoặc là dìm hàng hệ thống, cuối cùng là bị mang tiếng với đời thì chết khẩu nghiệp, mai dụng hết răng. Rồi ạ. Thế thì nói như vậy là ở đời muôn sự của chung ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Đa cấp không xấu, không tốt. Quan trọng bạn biết dùng là tốt. Bạn không biết dùng hệ thống đa cấp thì nó trở thành gì ạ? Lừa đảo. Vì vậy là đừng phán xét đa cấp, mà quan trọng bạn phải hiểu bản chất của đa cấp. Và khi bạn nhìn thấy bản chất của đa cấp thì bây giờ bạn phải biết chính xác, rõ thấy, rõ biết nó là hệ thống lừa đảo hay nó là hệ thống tốt. Và từ đó thì chúng ta không có gì phải đáng sợ đa cấp cả, nếu như mình biết rõ về nó. Và cách tốt nhất để không phán xét đa cấp, bạn nên đọc sách tìm hiểu về mô hình đa cấp. Thì như vậy là bạn sẽ biết rõ hơn và nhận diện nó dễ hơn, thay vì chúng ta cứ ở ngoài chúng ta phán xét nó rất là tiêu cực. Hoặc là chúng ta không biết gì, chúng ta nhảy vào làm thì chúng ta bị gì ạ? Mê mờ trong cái đống lừa đảo thì cũng chết. Cho nên phải hiểu nó.